Hello, em xin chào tất cả anh em đam mê Zippo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Zippo Gò Vấp Dưới Đa của em nha. Và trong clip ngày hôm nay thì em về vài đơn hàng như thế này thì em cũng sẽ khui để anh em cùng tham khảo và xem Zippo với em cho vui nha. Và những anh em mà kết mẫu nào thì hãy chụp lại màn hình chiếc Zippo mà anh em yêu thích rồi inbox cho em qua số Zalo em có ghim sẵn ở góc dưới màn hình thì em sẽ phản hồi đến với anh em sẽ là nhanh nhất ạ. Và clip này là một clip khui hàng, em không thể nào mà báo giá trực tiếp đến với anh em nha, anh em thông cảm giúp em ạ. Tại vì hàng về là em phải kiểm tra xem xét tình trạng hay là kiểm tra hàng từ bên Mỹ về ạ. Và cái đường khui này là cái đường khui mà bên đơn vị vận chuyển nó khui nó kiểm tra là ở bên trong có chứa đúng như là Zippo không ạ. Tại vì nó sợ hàng cấm. Và chiếc đầu tiên em đang khui nha. Và từ bên Mỹ về luôn nha anh em, cái gói của nó rất là đơn giản. Ít khi có hộp như bên mình ạ. Đây toàn là dòng chữ tiếng Anh. Dạ, gói như thế này rất là đơn giản à. Dạ, khăn giấy. Dạ, một chiếc Zippo Chrome chủ đề về Zippo, còn tem giá của nhà sản xuất nha anh em. Chiếc này thì năm 97 tháng C, quá là đẹp ạ. Chủ đề về Zippo. Âm 2. Và chiếc này new. Và cùng năm nha anh em, 13 la mã. Và một chiếc, và dưới hộp thì nó có in tem như thế này. Và bên nó gửi về gói hàng rất là đơn giản và không có cầu kỳ. Và gói hàng như thế này thôi ạ. Nên là nhiều lúc mà chiếc Zippo đẹp nhưng mà nhiều lúc nó có tình trạng hay xước tơ lông mèo thì cũng có khi là do một phần vận chuyển về Việt Nam nữa ạ. Một chiếc để ngược nha anh em. Và một chiếc đại bàng Mỹ Gold Black năm 98. Và hình như vừa rồi anh nào có hỏi em về đại bàng Mỹ thì chiếc này nha, đáng giá trị sưu tầm. Là rất là đẹp, Gold Black mạ vàng toàn thân năm 98. Còn tem siêu của nhà sản xuất. Nhà hộp kèm theo. Và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng bên em giao dịch đến với anh em á đều là hàng zin chuẩn Mỹ. Dạ. Hàng zin chuẩn Mỹ nha anh em. Và hàng về sau đối với những con mới thì em để nguyên như vậy, em chỉ lau chùi bề mặt. Còn chỉ có những con mà hàng đã qua sử dụng mà em mua tuyển chọn nó phải kỹ càng thì em mới mua về. Thì cây đó, những cây mà qua sử dụng thì em sẽ vệ sinh. Rồi, vệ sinh à. Đến khi đến anh em mua về thì mình chỉ chăm xăng và xài luôn. Và một chiếc camel được khắc hoa văn rất là đẹp, hình một chú lạc đà. Mặt sau cũng có khắc nha anh em, mà có dòng chữ camel bị dán bởi tem đỏ từ nhà sản xuất. Chiếc này thì năm 95, quá đẹp. Gold Black ạ, mạ vàng.
Một chiếc Jeepo phủ sơn tĩnh điện, chủ đề về nước Việt Nam nha anh em, rất là đẹp luôn. À, đây một chiếc sơn phủ sơn tĩnh điện. Và chiếc này thì phủ sơn tĩnh điện nên cái phần ở dưới nó phủ sơn dày nên sẽ không thấy, đa số không thấy năm nha anh em. Mà thêm nhìn thấy sơ sơ thì con này thì tầm năm 90 hoặc 95, còn nguyên bụi. Dạ hơi cứng quá. Và đơn này là đơn cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Dạ, tại vì bữa giờ hàng về hơi lắc nhắc, nhỏ giọt à. Dạ, gói rất là đơn giản, hôm nay là toàn là không gói kỹ về, nên không tránh khỏi tình trạng nó bị xước. Một chiếc blend trơn HB. Dạ, chiếc này thì năm 1975, 7 gạch sắt nha anh em. À, xước, có xước lông mèo. Rồi, âm 2 à, bản lề còn rít. À, buồng đốt đây. À, chiếc này thì new ạ. À, và clip này cũng là kết thúc chương trình khui hàng Jeepo từ Mỹ về Việt Nam. Và em xin cảm ơn đến anh em đã theo dõi và đã xem hết trọn clip video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha.